Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 30 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Ngày này đang gặp ngày có cục diện Tý Mão tương hình, gây ra cho người tuổi Tý những cảm xúc tiêu cực, khiến bản mệnh không đủ bình tĩnh và sáng suốt khi đối diện với chuyện tình cảm. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho bản mệnh bùng nổ vì ghen tuông mù quáng. Sự mất bình tĩnh có thể khiến cho bạn có những hành động và lời nói đi quá giới hạn, làm tổn thương đến đối phương mà bình thường bạn sẽ không bao giờ làm như vậy. Cả giận mất khôn chính là như thế, hãy tạo cho mình thói quen giữ bình tĩnh trong mọi chuyện nhé. Bù lại, thiên ấn đang tạo cơ hội cho con giáp này thể hiện năng lực của mình nhiều hơn trong công việc. Bạn vẫn là người được đánh giá cao ở vị trí hiện tại, song những chú chuột cần phải nỗ lực để đạt được nhiều bước đột phá mới thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Có người giúp đỡ tận tình, gia đạo có hỷ sự, tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống, gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt, có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có lộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho công việc bị bỏ dở, hoặc chuyển qua hướng khác. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Tài lộc dễ hao, nếu có của hoạnh tài, phần lớn là được ăn uống, quà tặng. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Sự việc gì cũng nên xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Trong mọi việc không nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống đám tiệc. Gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh, không nên để dây dưa, có thể bị phá ngang, bỏ dở. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có tài lộc, ăn uống, quà tặng. Tử vi tuổi Sửu. Trong ngày thứ 6 này có thiên tài xuất hiện, chính là các thần giúp người tuổi Sửu gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Đặc biệt những người làm ăn buôn bán có một ngày kinh doanh phát tài, tiền bạc thu về là nguồn lợi nhuận khổng lồ. Được quý nhân tương trợ, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này. Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc, bạn và người ấy trong ngày thứ 6 này có phần chán nản và mệt mỏi vì chiến tranh lạnh, chuyện tình cảm rơi vào khoảng lặng. Không ai chịu là người xuống nước trước để phá vỡ sự căng thẳng hiện tại bởi cái tôi của cả hai quá cao. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự tốn kém về giao thiệp, có tài lộc nhỏ hoặc có tin vui. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Làm gì cũng không nên hấp tấp vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc nhưng sẽ có hậu quả tốt, có tài lộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc tùng đình đám, có khách đến. Sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt, sự chờ đợi lâu lắc hoặc có tin không tốt về đi đường, sức khỏe của người mình mong cầu gặp gỡ. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân. Hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc. Sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui, có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân, có sự tốn kém về giao thiệp, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Dần. Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần được tam hội quý nhân trợ mệnh nên đường tình duyên càng ngày càng vượng sắc. Bản mệnh nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương dành riêng cho mình, còn người đã có đôi thì sẽ tính đến chuyện về chung một nhà. Trái ngược với niềm vui trong chuyện tình cảm, đường tài lộc của con giáp này không được may mắn cho lắm. Kiếp tài xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng luống cuống. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên lụn bại, hàng hóa dồn ứ khó lưu thông. Ngoài ra, bạn còn phải lưu ý đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc mà chẳng hề hay biết nếu cứ cả tin, đặt lòng tin không đúng chỗ. Bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vớt vát được gì nữa đâu. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Nên giải quyết dứt khoát trong mọi vấn đề về công danh, tiền bạc, tình cảm. Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hội ngộ, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn, cần phải coi trọng lời hứa, có tin tức ở xa hoặc gặp thân nhân, quý nhân, bè bạn. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thiên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc cầu hôn, kết hôn, giải quyết mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa. Nếu có toan tính di chuyển thì cũng gặp chuyện không tốt, ưu phiền, nên nghỉ ngơi. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, tiệc tùng, có khách. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Có tin vui, hỷ sự. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn. Nhưng cần phải xem xét lại. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thiên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc giải tán, kết thúc mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Tử vi tuổi Mão. Trong ngày có tỷ kiên nhập mệnh, công việc của tuổi Mão đang tiến triển khá tốt. Kinh nghiệm sau nhiều năm tích lũy giúp bạn nắm được nhịp độ công việc và triển khai kế hoạch một cách nhịp nhàng. Bên cạnh đó, bạn còn biết cách kết hợp với đồng nghiệp để tăng hiệu suất công việc. Tuy nhiên, có những thời điểm những chú mèo không tránh được thái độ chủ quan và lơ là, phó mặc mọi chuyện cho người khác. Nếu bạn không nhanh chóng sửa đổi thái độ làm việc của mình thì có thể chuyện vui không được lâu dài, đừng quá tự tin. Mộc khí vượng còn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bản mệnh trong ngày không được tốt cho lắm. Con giáp này dễ gặp vấn đề về gan, có thể thấy nóng trong người, dễ nổi mụn nhọt khắp người. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên ở trong hoàn cảnh cũ mà nên thay đổi dù trước mắt có nhiều khó khăn, trở ngại. Nên mạnh dạn nêu ý kiến với người có thẩm quyền vì bản thân mình không có khả năng giải quyết. Mọi việc nên chậm rãi. Cẩn thận về lời nói có sự buồn phiền trách oán. Nếu có tài lộc đến nhanh chóng thì nên dừng bước. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong mọi việc, có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến, có cuộc vui. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc kết thúc chấm dứt một công việc hay chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Có cuộc đi ngắn, có tin xa. Ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ, hò hẹn, nhóm bạn. Hao tài về ăn uống, quà tặng, có cuộc vui. Tài lộc trung bình, không nên vì tình cảm mà bỏ ngang công việc. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi ra đi. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui, có sự di chuyển đi xa. Tử vi tuổi Thìn. Thứ sáu này đang gặp cục diện Mão Thìn tương hại, gây ra nỗi buồn về chuyện tình cảm cho con giáp tuổi Thìn. Bạn mong muốn nhận được sự ủng hộ của nửa kia chứ không phải là những lời nghi ngờ hay dè bỉu. Dường như người ấy đã thay đổi rất nhiều, điều này khiến bạn buồn phiền vô cùng. Cũng may trong ngày vẫn có tin vui, đó là điểm báo về tài lộc. Chính tài ở bên, đảm bảo cho con giáp này có được thu nhập ổn định. Công việc hoàn thành tốt cũng chính là điểm cộng cho những chú rồng. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hay chấm dứt một công việc, chuyện tình cảm. Có khách bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, hỷ sự, hoặc lộc ăn, dự tiệc. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết, hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, đến hẹn hoàn trả, bàn giao những công việc hoặc món tiền đã có hạn kỳ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách bè bạn đến, hoặc có tin tức của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc đều nên nhẫn nhịn hoặc tìm người khác thay thế mình trong công việc can giải quyết. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lộc nhỏ hoặc có quà tặng, vui chơi. Có tin tức ở xa, không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân hỗ trợ về tiền bạc. Tử vi tuổi Tỵ. Thứ sáu này, thương quan xuất hiện là lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ nên cố gắng học cách kiểm soát những cảm xúc của mình, điều đó hết sức quan trọng ngày hôm nay, nhất là với những người làm việc trong môi trường nhiều sức ép, áp lực. Đừng vì lỡ lời quá đáng với một ai đó mà chặn đứng tiền đồ của mình. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của người độc thân sẽ có những dấu hiệu đáng mừng. Bạn mong muốn yêu và được yêu từ đã lâu, nên khi cơ hội đến, bạn quyết định phải nắm bắt thật nhanh, không để hạnh phúc vụt khỏi tay. Hiểu lầm của các cặp đôi cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Càng lúc hai bạn lại càng thêm trân trọng nhau hơn nên cả hai chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Trong ngày này, có người còn lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên, lên lịch cưới hỏi cũng rất thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa, di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm. Tài lộc tuy chậm chạp nhưng vẫn có. Có tin về tăng ma, đau ốm, tai nạn và cũng có tin tốt về tình cảm hoặc được người mời dự tiệc, vui chơi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh Thổ. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác, hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hỷ sự, quà tặng. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh Mộc. Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc có sự thay đổi biến động đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ. Cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện dài dà, phiền toái không dính líu đến mình. Nếu có sự gặp gỡ cuộc vui, đám tiệc cũng không vừa ý, hoặc trong đó có người muốn nhờ mình giúp đỡ, và cũng không nên kéo dài. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi, hoặc khó quay về. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Ngọ. Mão Ngọ tương phá, đường tình yêu của tuổi Ngọ không được lý tưởng cho lắm. Mâu thuẫn vốn tiềm ẩn từ trước đó chỉ là hai bạn cứ lờ đi mà thôi, nay gặp thời cơ bùng phát khiến cho cả hai đều mệt mỏi căng thẳng. Thời điểm này, các cặp đôi tuổi Ngựa cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Đừng để những lần giận dỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại hạnh phúc mình đang có. Thực thần lại mang đến niềm vui cho tuổi Ngọ khi tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa, nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, mất dấu, sai điểm hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài, sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa, nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, lạc bạn, mất dấu, sai điểm hẹn. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng giải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Có tiệc, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mùi. Ngũ hành tam hợp ghé thăm mang tới cho người tuổi Mùi vận đào hoa rực rỡ, người độc thân mau chóng tận dụng tối đa lợi thế của bản thân đi nhé. Đối với những người đã có gia đình, đây là ngày thích hợp để chia sẻ những cảm xúc và nên nhớ điều này có thể đòi hỏi ở bạn sự nhẫn nại nhiều hơn. Thiên tài ghé thăm, tài lộc cho người tuổi Thân có khởi sắc rõ rệt. Thậm chí có người nhận được thưởng nóng hay có khoản tiền lớn bất ngờ từ trúng số. Tiền bạc đến bất ngờ nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Nhân cơ hội phát tài nhanh, đang may mắn thì không nên hưởng thụ mà chăm chỉ làm ăn hơn để có của ăn của để. Nhất định là không nên ba hoa nếu không sẽ có kẻ xấu ghen tị mà tìm cách làm hại. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn, có quà tặng, có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ, nên cẩn trọng về sức khỏe, có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn, có sự mích lòng, hoặc không đi được. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ca dao Việt Nam. Tử vi tuổi Thân. Người tuổi Thân gặp trong ngày thứ 6 này gặp được chính quan chiếu mệnh, nên khá thuận lợi trong công việc, nhất là những ai đang theo nghiệp học hành dễ có kết quả như ý. Cuối cùng thì nỗ lực của bạn cũng được đền đáp xứng đáng, hãy trân trọng khoảnh khắc này và xem đó là nền tảng tốt để bạn có thể tiến xa hơn. Hôm nay, người làm công ăn lương còn được cấp trên đánh giá cao bởi tài năng và cả tinh thần làm việc trách nhiệm cao của mình. Những việc đã nhận thì bạn sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của người đã trao cơ hội cho mình. Kim khắc mộc lại là dấu hiệu không tốt cho chuyện tình cảm của con giáp này. Vì nóng nảy mà để tình cảm lấn át lý trí, bản mệnh có thể sẽ hiểu lầm người ấy, hiểu sai những hành động của đối phương, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Sự việc dở dang, bỏ dở nữa chừng vì có tin tức, hoàn cảnh mới, hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Có nhiều biến động thay đổi trong công việc cũng như trong gia đạo, tình cảm. Có sự gặp gỡ, hội ngộ thân nhân, bè bạn. Không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ, trắc trở nhưng vẫn có kết quả. Ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ, tiệc tùng, mua sắm. Có cuộc đi ngắn nhưng phải nên cẩn trọng về di chuyển, có hư hại nhỏ, hoặc có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Nên di chuyển, đi xa giải quyết công việc. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, dở dang, bỏ dở nữa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Dậu. Ngày thứ 6 này gặp cục diện ngũ hành Mão Dậu tương xung, sẽ chẳng phải điểm lành với người tuổi Dậu trong hôm nay. Sẽ có biến động trong chuyện tình cảm của con giáp này, bản mệnh nếu không kiềm chế cảm xúc sẽ khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thương. Bản mệnh cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình tốt hơn trong ngày hôm nay. Đừng lúc nào cũng đưa ra yêu cầu này nọ rồi bắt người ấy nghe theo, tình cảm cần sự công bằng và tôn trọng cả hai phía, không ai có nghĩa vụ phải phục tùng ai cả. Lại thêm họa do thiên quan giáng xuống, vận trình công danh của con giáp này có thể bị tổn hại ít nhiều bởi những lời đồn đoán thị phi do kẻ tiểu nhân đơm đặt. Bản mệnh không giỏi ăn nói, không khéo léo trong giao tiếp xã giao nên càng dễ bị kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng, sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp cũng nên giới hạn, có hậu quả xấu. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt. Có sự hư hại về đồ đạc. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi Tuất. Vận trình có quý nhân lục hợp nâng đỡ cho người tuổi Tuất trong thứ sáu này nên vận trình trong ngày khởi sắc không ngừng. Chuyện hợp tác làm ăn tốt đẹp mang lại cho con giáp này khoản lợi nhuận không nhỏ, vượt ngoài dự kiến ban đầu của bản mệnh. Thêm nữa, trong công việc, người tuổi Tuất cũng đạt được những bước tiến rõ rệt, chuyện thăng quan tiến chức không phải là việc gì quá xa xôi. Con giáp này biết cách lợi dụng những thế mạnh của mình để giúp cho công việc trở nên suôn sẻ hơn. Thổ mộc tương xung, con giáp này dễ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Bản mệnh và người ấy có những hiểu lầm do hai người không có thời gian để quan tâm, chăm sóc cho nhau, đôi bên quá bận rộn với công việc của mình nên để tình cảm dần nguội lạnh. Tử vi tuổi Giáp, Tuất thuộc mệnh Hỏa. Khi bắt tay vào công việc hay gặp sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhưng sau sẽ có kết quả. Cần ngay thẳng trong công việc, không nên dùng những tiểu xảo, hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Ngày có nhiều sự buôn ba, vất vả. Trong chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý. Đi xa, di chuyển bất lợi. Sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi. Có tin xa về tình cảm, và có sự hứa hẹn về tài lộc, quà tặng, tiệc tùng. Tử vi tuổi Bính, Tuất thuộc mệnh Thổ. Có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. Làm gì cũng phải có sự khéo léo, tránh sự va chạm dù đó là công việc hay là chuyện tình cảm khiến cho không có sự êm xuôi trọn vẹn. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Tử vi tuổi Mậu, Tuất thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc làm ăn, công danh, vừa là chuyện tình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử vi tuổi Canh, Tuất thuộc mệnh Kim. Có tin xa về tình cảm, và có sự hứa hẹn về tài lộc, quà tặng, tiệc tùng, nhưng cũng có sự hao tốn, hoặc gặp chuyện không vui. Cần ngay thẳng trong công việc, không nên dùng những tiểu xảo, hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý. Đi xa bất lợi, sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi. Tử vi tuổi Nhâm, Tuất thuộc mệnh Thủy. Đề phòng sự thị phi, trách oán, tranh cãi và cũng nên đề phòng rủi ro mọi chuyện. Mọi việc đến chậm chạp hoặc chưa có kết quả. Công việc dễ bị dở dang, bỏ dở. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Không nên vì chuyện tiền bạc mà gây sự bất hòa, mất tình cảm. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, có chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử vi tuổi Hợi. Cục diện ngũ hành tam hợp giúp đường tình duyên của người tuổi Hợi thêm phần thắm sắc. Những mâu thuẫn giữa cặp đôi không còn nghiêm trọng nữa mà bạn và người ấy cùng chung tay để tháo gỡ mâu thuẫn, giúp tình yêu thêm nồng nàn. Chính ấn bảo trợ cho con giáp này rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Bạn tìm được tình yêu và động lực làm việc của mình, không để cho những khó khăn trước mắt ngăn cản mình tiến đến thành công. Lại vốn là người hoạt bát và hướng ngoại nên bạn nhanh chóng chiếm được cảm tình từ bạn bè và những người xung quanh. Thế mạnh trong việc kết giao này còn giúp bạn nhân được sự ủng hộ và hỗ trợ từ các quý nhân. Tử vi tuổi Ất, Hợi thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều tin xấu, không thuận lợi cho mọi việc. Không nên mưu cầu những việc lớn sẽ có hại. Có sự buôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều chuyện phiền toái, trở ngại, nên ra đi giải quyết công việc. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự buôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ, có tin buồn, nếu là chuyện gặp gỡ vui chơi, không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không hay. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Sức khỏe không tốt, ngày nhận được tin xấu. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có hư hại đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.